Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xin chào các bạn, hôm nay mình vô tình mình edit lại cái video và mình add ra để mình thực hành á. Thì mình thấy cái này lạ cho nên là mình mở lên nha các bạn. Tức là cái này là cái file bữa mình ở phố đi bộ nè. Đây, trong phố đi bộ nè. Thì bữa cái file mình quay mình edit lại thì nhiều bạn nói mình chỉnh sửa. Nhưng mà cái này là những cái file gốc phố đi bộ nè. Cái này là file gốc, đâu có chỉnh gì trong này. Thì giờ mình sẽ mở lên. Mình cũng không có rảnh để chỉnh từng frame để cho ra vậy đâu. Bây giờ mình sẽ kéo vào. Thì cái phần mềm Vegas này bạn có thể là kéo vào hoặc là nắm ở trên này, kéo vô là nó làm cái link á. Thì giờ mình kéo vô đây. Đây là cái file gốc của cái video. Nhưng mà mình sẽ kéo cái này bự lên để nhảy coi nè. Đây, cái này hôm bữa. Đây là file gốc lúc mình ở phố đi bộ hôm hồi tuần trước nữa. Đó là ngày 29, 28 gì tháng 8. Đó, bạn thấy không? Có cái gì đây, quay lại cái này bự lên cho dễ thấy khúc này nè. Đó, các bạn thấy, để ý đi, thấy không? Trong này có cái âm thanh gì đó, trong này nó có cái âm thanh gì đó mà mình không có nghe, nó không rõ. Nó làm như tiếng hú gì ở đây vậy đó. Chỗ này khúc này nè. Để mình sẽ bật cái phần mềm mà chỉnh âm thanh lên để mình coi tiếng nó là tiếng gì. Sẽ kéo cái này vô. Để mình coi nó là tiếng gì. Ôi sao nhanh vậy, kéo cái vô luôn vậy. Giờ mình sẽ chỉnh nó lớn lên. Tiếng nó bình thường đây, cái này là tiếng của người ta nói chuyện và bình thường thôi. Tiếng nhạc, có tiếng nói chuyện ngoài ngoài của chỗ đó đông người nè. Cái đó tiếng nhạc thôi, không có gì hết. Cái này là tiếng nhạc thôi, không có gì hết. Khúc này đó, bạn thấy cái gì bay không đó? Từ đây qua nghe nè. Bây giờ mình sẽ kéo dài ra, kéo clip nó chậm lại để cho mình dễ quan sát đó. Kéo cho nó chậm lại để mình dễ quan sát cái này. Giờ mình để bé best luôn nè, full best luôn cho dễ quan sát nha. Hay là sorry. Cái này mình sẽ bấm cho nó play. Rồi khúc này, tốt làm sao khúc này. Ở trên này mé bên trái nè, tôi thấy mấy bên trái có một cái người ta chơi bắn mấy cái giống như bắn cùng thun lên, có đèn sáng á, thì nó có ở đây, có người chơi chứ không phải không có. Mình không có phủ nhận đó là người ta chơi đó. Một cái nè, bài này, cái này là cái bông dụ chơi, mình thấy rõ mà. Đây có một cái nữa đó, đó dừng lại dây này nè các bạn, nhìn lại dây này nè. Mình phóng bự lên toàn màn hình nha, hình bự chứ thấy rõ. Đây một cái nè nha, đây một cái, bên đây một cái, làm cái này mình công nhận chứ không có nói là không phải. Đó, hai cái nè, tự nhiên ở đây có xuất hiện một cái nè, hai cái nè, nhỏ nè, ở dưới không thấy bắn lên. Nếu bắn lên mình phải thấy chứ, lại nha. Đó, thấy không? Đó tự nhiên xuất hiện mà bay, nó không bay lên mà bay ngang, nó lạ ở chỗ đó.
Nếu như người ta bắn một vụ phải bay lên chứ làm sao bay ngang được, đúng không? Nè. Ý khoan. À, lùi lại xíu, nó nhảy rồi, lùi lại một tí nè. Đó bạn thấy không nè, nè. Thì cái này nó rất là nhanh, cái bông vụ bạn thấy rồi, người ta bước nè, cái bước chân người ta rất là chậm nè. Đó, người ta bước đi hàng chậm. Bông vụ bay rất là nhanh, mình thấy rồi đó, nè. Đó. Nó tự nhiên đây xuất hiện một chấm nè, đang chấm nó nè. Cái này mình phải zoom lên nha. Zoom lên cho các bạn coi. Đây mình zoom lên, nhâm zoom cho nó gần lại. Để cho các bạn dễ thấy zoom nè. Rồi. Ở đây nha. Khúc này. Rồi. Kéo dài xuống, tại vì cái mình thấy máy bự lên mình thấy rõ được này. Đó, các bạn thấy không nè, ở đây một cái nè. Zoom một tí nữa. Zoom một chút xíu nữa cho thấy. Zoom vậy chưa có bự. Zoom thì được cái nó thấy nhưng mà nó mờ, thì các bạn ráng coi chút xíu nha, đây. Bự lên. Đây nè. Rõ ràng các bạn thấy không nè. Cái này nó bay ngang chứ không phải. Cái này bay ngang chứ không phải là bay ấy là quay lại một xíu nè. Đây mình bấm cái nút lùi cho nó thấy. Đây. Nè các bạn thấy không nè. Đó. Cái người ta đi rất là chậm. Cái bước người ta có tầm một chút xíu bước nửa bước chân là cái khúc này nó bay lúc rồi. Đó. Thì cái này lúc này là bắn lên nè. Này mình zoom lại cho thấy cái ở dưới thôi nha. Đó. Thì bạn thấy ở đây nè. Nè, zoom lại nha. Đó. Đó. Ở đây các bạn thấy rõ ràng không? Đây nè. Đây. Bước xuống. Đó. Tự nhiên ở đây xuất hiện cái bay ngang qua. Ở đây xuất hiện thêm cái nữa. Chứ không phải là nó ở dưới ai bắn lên này nè. Lại nè. Đó. Thấy không? Đó, nó bay ngang, nó xuất hiện rồi bay ngang luôn. Ba cái luôn các bạn, ba cái luôn nha. Phải nói là ý da lộng bấm lộng rồi. Đây, đó, 1, 2, thấy chưa? Đó, rõ ràng, đây lại nè. Lùi lại các bạn thấy, đó, ba cái luôn, để mình chỉ con chuột. Các bạn coi trên máy tính á, các bạn sẽ thấy các lò rõ. Khi bạn zoom lên mình sẽ render cái này, là đoạn này là full HD để các bạn thấy. Tại máy mình không có render 4K được, rất là yếu. Đây mình sẽ ấy nè, mình sẽ chuột nè, con này rơi xuống nè. Cái này á, tại cái tay quay nhúc nhích mà mình chỉnh từng frame vậy, ai ở không đâu mà chỉnh từng frame ra từng cái. Tức là một giây á, một giây nó sẽ 60 hình, 60 tấm hình. Mà một tấm hình vậy là một frame, tức là một frame mình phải chỉnh 60 tấm hình trên một frame để tạo ra những cái này. Mà ai rảnh đâu để chỉnh đó, mình sẽ xuống nè, đó xuống. Nhìn thấy có gàng tự nhiên xuất hiện đây nè, đây không có đâu nha, lùi lại. Tại vì cái camera giấc tối nó cũng không quay rõ, nó bay ngang rõ gàng đó, các bạn thấy không nè. Đó, cái này nó không thấy, có thể là camera quay không thấy cũng có khả năng. Nhưng mà cái này là không, hoàn toàn là không có, không thấy. Đó, bây giờ quay làm lui ngược lại. Rồi, tới nè nha. Tới. Tới nè, tới cũng không thấy luôn. Hầu như không thấy luôn. Đó, tự nhiên ở đây xuất hiện kìa. Nè, ở giữa nè, nè không có nha. Nè, không có, tự nhiên ở đây nè. Nè. Nó tự nhiên ở đây bay ngang ra. Nếu như mình chỉnh á thì phải chỉnh từng frame nó mới như thế này được. Tại vì cái tay mình quay, cầm tay quay thì nó rung nè. Cái camera nó giúp di chuyển đúng không? Nhưng mà cái này nó không di chuyển ở trên cái nền của cái tòa nhà này. Đó, thì tức là nó xuất hiện ngay đó, nó biến, nó bay ra nè. Ở đây nè, ở dưới nữa cái nữa nè. Nè, cái bông vụ bay ra nè. Ở đây có một cái nè, tự nhiên biến ra cái này không? Thấy không? Nè, bạn thấy không? Nè. Ba cái nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, ba cái nè, thấy không? Nè. Đáng nói cái là tự nhiên cái này bay ngang chứ không phải là bay thẳng lên, phải bay thẳng nói gì. Đó, cái này cũng bay ngang luôn, bay ngang vậy nè, đó. Đó, xuống nha.
xuống nè, cái bông này nó xuống rồi thì cái này nó bay tiếp. Nếu bạn nói bong bóng thì cũng có khả năng là bong bóng, nhưng đó mình không thấy chơi bong bóng mà thả lên đâu. Bong bóng thì nó cũng bay lên chứ, nó bay ngang, bay bóng mà khí heli thì nó cũng bay lên thôi. Bạn thấy không nè, cái này nè, cái này nó đi lên nha các bạn, cái đi xéo chứ không phải đi lên, đi xéo. Mọi người mình sẽ thấy tiếp tục nè, nè cái này bay rất là nhanh, cũng nhanh tương đương cái bong vũ rớt nè. Nó từ từ rồi, khúc này thì từ từ nó lại xéo qua căn nhà nè. Nè mình sẽ từng frame bạn coi nè. Nè tới đây nè, thấy không nè, nè các bạn thấy nè, lùi lại nha, nè tới nè, từng frame các bạn nhìn thấy cái bước chân người ta, con bé này nó chạy nè, nhưng mà chắc là chậm, tức là cái này nó ở trên này nó bay cũng rất là nhanh nè. Nè nè, nó rất là nhanh qua đây, thấy không nè, tới đây rồi nè. Các bạn coi cái clip mà khi mà nhanh đó, thì con bé chạy rất là nhanh nha. Còn cái này kìa, con bé nhìn thấy con bé chạy chậm nhưng mà cái này nó rất là nhanh nè. Tới đây sáng nó tiêu rồi. Đấy. Mình cũng không thấy luôn, lúc quay cũng hầu như không thấy. Khi mà về này mình ghép cái clip lại, tự nhiên coi thấy cái gì nó ấy, cái nghĩ là cái bong bóng hay gì hay là cái đèn thôi, nhưng mà không ngờ coi lại thấy mới lạ, đâu tiêu rồi. Đây, tự nhiên đây. Mình lần theo cái này thì ở đây nó mất. Có thể là mình không thấy nữa chứ không phải là mất nữa. Lúc này tự nhiên không thấy nè. Đâu đây mà mờ nè, đây mà mờ nè. Bạn coi trên máy tính bự bạn thấy nha, in màn hình tầm 16 14 15 inch là coi được rồi. Đó, nó nè, đây. Đây nè, mình tắt cái này giờ. Tắt cái này. Nè, lùi lại nha, lùi lại. Cái này là có một cái người ta cũng chơi cái đèn á. Để nó chơi này nó khuất cái ông này cho ông thấy thôi. Cái này là cái đèn thôi chứ không có gì á. Nó không bắn lên, ông đó không bắn lên. Mà nếu như các bạn nói là cái nó chiếu cái đèn vô cái cổng kính thấy thì nó phải chiếu nó bay lên chứ. Chứ sao nó bay ngang vậy? Chúng ta có thấy rõ ràng nè, lùi lại là tới đây nha, nè, tới đây rồi nè, nó ngang qua đây. Nếu mà có ánh đèn xe cũng khó, tại vì bên này là bay thuận nè, nó xe bay xuống người ta che hết rồi, làm sao mà thấy được mà liên lạc được vậy? Đó, hai người này đang chụp hình. Chị này đang chụp hình cho hai cha con. Thì mình nghĩ là trêu hai người này nè, trêu người chụp hình nè. Cái đây nè, đó bạn thấy. Đó, ở đây nè, dòng xuống nè các bạn. Nè. Bạn thấy cái mép này trắng này ha. Nè. Tới đây. Ở trên này nữa. Nè, thì ở trên này. Tới đây xong lên trên này, đó. Sau lại mới thấy nha, ghê thiệt. Đó, nổi ốc hết trơn rồi. Này ta thấy, để ý chỗ này là trắng nè. Đó, chỗ này nè, đó, ngang chuột nha, nè. Đó, chỗ này phục xuống nè. Tới đây, đâu đây nè. Nè. Đó, bóng nè, xuống nè. Xuống nè, mới hạ xuống đây luôn, nè, xuống đây luôn nha. Đó, dèo qua đây nè, thấy bóng không? Nè. Đó. Cái hình này giống như hình con cái máy bay phản lực của Mỹ F-35 á nè. Đó, này cái ở khúc giữa nè, hai bên này cánh nè. Các bạn thấy không nè, giống như con dơi vậy đó. Đó nè. Lùi lại nha, tới. Đó. Xịt bóng đèn đó, tự nhiên tới đây nè. Đáng lý á, ở đây xuống đây phải xuống luôn phải không? Nếu là bóng nếu là cái bong bóng thì nó phải đã xuống rồi tới đây. Tại vì ở trên này nè, trên này các bạn thấy nè, nè. Lùi lại nè, tới nè, lùi lại nè. À, tới nè, các bạn thấy rõ ràng không? Tới đây cái tự nhiên bay lên nè, xuống nè, đó, rõ ràng ở trên tuốt trên này vào, bay xuống nè, đó, xuống, tự nhiên tới đây cái bay lên, phục lên, rõ ràng không? Nè, bay lên nè, nè, lùi lại nha, tới đây, tự nhiên bay phục ngang, chiêu, đó, lại chưa? Đó, nè, các bạn nhìn kỹ thấy nè, giống cái gì á? Đó, rất là nhanh luôn, rất là nhanh. Đó, người ta nhúc nhích chỉ có nghe con bé này gua tay thì nó rất là nhanh, nhưng mà một cái gua tay nhẹ nửa cái dòng gua tay thôi là từ đây đã tới đây rồi, rất là xa. Mà biết từ đây là nè, đây nhìn cũng nhỏ nè, thì ở đây là tuốt xa, chỗ cái cây này tuốt xa luôn, mà làm cái dèo cái tới đây. Đó, con bé này gua tay nè, cái tới đây luôn, tới giữa màn hình luôn rồi, chưa hết con tay nữa, nó gua tay cái đi lúc luôn rồi. Đó, nó lại đây nè, đó. Ở đây nè, hụt xuống nè, bay lên,
bài ngang luôn, bài xéo luôn. Nào, camera không quay được hết cảnh nè. Thì cái này nó làm như là nó xuyên qua luôn nè, nhìn thấy xuyên qua cái tòa nhà luôn. Tới nè. Đó, làm như là con ếch vậy đó, bay nó. Mình thấy hai cái cánh luôn nè, thấy cái chân luôn nè. Cái này là cái đầu mà không có hình dạng chính xác đâu. Đó, ở sao nè có phục đen nè, không biết là cái gì. Không biết là cái gì luôn nè. Giống như cái đuôi vậy đó. Đó, ở sao vừa qua sao rồi có cái vệt màu đen đó. Rồi mất. Đây, mình sẽ hồi nãy mình zoom, bây giờ mình sẽ bỏ cái zoom đi để mình coi toàn diện. Đây. À không. Khoan hả xong. Tới này mình sẽ add thêm một cái gọi là cái trắng đen á, âm bản á, phim âm bản để coi là cái gì. Tiêu rồi. Âm bản là nó làm những cái sáng trở thành tối mà tối thành sáng á. Các bạn chụp hình, các bạn thấy á, phim âm bản là những cái phim mà chụp xong đi rửa hình á, thì nó có cái phần đó. Đây invert, add thêm cái gradient này nè, cho nó đổi, cho nó màu nó hiện rõ lên đó. Các bạn thấy nha, đây anh này thì chọn cái nào, chọn lại cái màu đỏ này. Đây anh này thì sao cho dễ thấy nào. Đây thì mình làm mà hiện nổi nó lên thôi đó, để mình còn lại gì zoom lên nha. Rồi bây giờ bắt lại đầu, để từ đầu để mình phân tích đó. Lùi lại nè, đó đầu tiên nè là cái đó hồi nãy mình nói ban đầu là cái đó rớt xuống rồi, cái bóng, cái con dụ mà có bóng đèn nó rớt xuống nè xuống nó tự nhiên cái này xuất hiện nè, rõ ràng nè, không, đây là phim âm bản nha bạn. Đây nè, tự nhiên cái này xuất hiện, nó xuất hiện ngang cái vậy đó. Ôi đây 1 2 3, ôi nổi hồi ốc hết trơn luôn, rõ ràng luôn nè. Ôi cái này nó tự nhiên đó, cái này tự nhiên bay lên nè, đó đi lên, cái này đi ngang nè, đó đi ngang ở ngang. Nếu như cái do cái ống kính thì nó phải khác chứ, nó phải ấy chứ nè. Tự nhiên cái này đây biến mất lên đây, có thể là camera quay không, quay nó thiếu sáng cho nên nó ấy thôi, nhưng mà sao nó đi xéo. Rồi tiếp tục nha, này gì không biết, để hồi bật lại coi đó là gì. Tiêu rồi, đây đâu đây nè, này có người ta bắn lên, cái này là cái bóng đèn nha, nó đi ngang nó tiêu rồi đó, mình không thấy luôn, mình hầu như chỉ quay người thôi, mình cũng không có để ý, tại vì camera cũng không có cái màn hình nữa các bạn. Mình xài cái Sony Action Cam 50R á, thì lúc đó mình quay ấy thôi, không có màn hình đó. Và nhìn nè, wow, nãy không thấy nha, nãy không thấy, chắc này chỉnh lại âm bản để màu mới thấy nè. Đây, ở đây nè, đó qua đây, mà để ý chỗ này nha, để ý chỗ này nha, mình không để ý, mình không biết, phải biết là mình quay hướng lên đây chứ, mình quay chỉ quay người thôi, giữa này nè đây nè, khúc này nè, đâu rồi đó, coi cái bóng nè đó nè, các bạn thấy không nè, rồi rõ ràng có cái bóng màu nè quay lại mình thấy nè, nhanh nè, đó nè, các bạn thấy không bóng nè, đây. Bóng xuống đây nè, đó bay sụp cái cửa sổ thấy không nè, gặp thấy nè, tới nè, đó cửa sổ nè xuống đây nè, nó đây nè, đó nè, nó rõ ràng thấy không nè, ngang đây,
lại nè, ra tới nè, đó, phóng qua đây. Qua này cứ tới đây xuống đây nghe. Cái phóng lên. Lên trên. Đó, cái này hình dạng nè, hình dạng này giống như của con cá heo gì á. Nè, lùi lại nè, tới nè, lùi lại nè. Tới nè. Nhìn giống như của con cái rái cá nha, mà nó đã mọc chân rồi. Khoan đã. Đây. Phóng lên đó. Lạ lắm. Nhìn không ra hình dạng gì chứ. Đó, rất là nhanh luôn, phóng rất là nhanh luôn các bạn thấy không? Từ cái khúc này, từ cái đoạn tuốt ở đây. Tuốt ở chỗ này nha. Tới bên này là cái chị này chưa bước một bước chân nữa nè. Nghe, đó, người ta mới dở chân lên nè, đó, dở chân lên là phóng tích là tới đây rồi. Đó, mới đặt chân xuống là tới đây rồi. Đó. Đó, thấy không? Nè, từ đây nha. Đó, đặt chân xuống là bước chân rất là ngắn, bước chân có một bước chân à, cái bước chơi, bước dạo mà bước chậm rãi mà đâu phải bước nhanh đâu. Đó, mới đặt chân xuống là làm cái dèo qua đây rồi, mất tiêu luôn. Đó là mất tiêu luôn. Mình nghĩ là do ở đằng sau này có hai người chụp hình nè. Là nếu như mà cái chị mà có chụp hình ở đây á, chị này với lại hai cái con này á, mà dở lại điện thoại sẽ thấy á. Mình nghĩ là vậy đó, nó thấy không? Và thấy không? Đó, chụp xong là nè, chỗ này khúc mà người ta chụp nè, chụp xong. Đó, lúc mà chụp là còn đây nè, đó. Đó, này là chụp nè. Đó, chụp xong. Đứng lên là này, dạ à. Mình nghĩ hai chị này mà chị thấy cái clip này, chị mở lên là sẽ thấy khá khó gì đó. Tiếp tục nghe mình, hồi nãy mình zoom lại cho cái cận cảnh thấy, bây giờ mình bỏ cái zoom đi. Bỏ cái zoom này đi. Chờ. Ấy bự lên cái màn hình nó cũ lại nè. Full lại. Đó. Để mình coi lúc này. Đây không? Hết rồi. Đây, đây lúc quay từ đầu. Quay từ đầu ở đây. Đó. Không phải. Khúc này. Từ đầu không có. Khúc này. Đó, cái này bắn lên nè. Đó, từ khúc này. Đó. Bây giờ mình đến từng frame để cho thấy nha. Đó. Ở đây có thể là người ta bắn lên. Ở đây, khoan nè. Lùi lại cái từ cái khúc mà sao quá trời luôn á. Nè, từ chú này là chú này bắn lên nè nha. Cái này bắn lên. Tới. Nó thì rớt xuống. Bắn lên là nó cũng rớt xuống dưới đâu phải nó ở cho nó nè. Thì các bạn thấy nó bắn lên được một khúc thôi, mấy chục mét gì đó nó gớt rồi. Đây có một cái nè. À, thì tới. Tự nhiên thấy đây quá trời luôn nè. Các bạn cần clip gốc thì mình gửi cho clip gốc. Các bạn sẽ nó. Tự nhiên này sáng quá trời đó các bạn thấy không? Nếu như bắn ở dưới lên thì các bạn sẽ thấy, tại vì cái này rất là sáng. Cái này nó rất là sáng. Mình tại vì mình chỉnh hình vệt mình sẽ thấy nè, mình bỏ cái hình vệt đi cho các bạn coi nè. Bỏ ra đèn map, bỏ hình vệt đi nè. Đó, thì bạn sẽ không thấy gì đâu. Không thấy gì thì chỉ thấy cái bóng đèn thôi. Đó, thì thấy cái này phỏng qua nè, sẽ qua nè. Đó, tự nhiên này có sáng lên nè. Sáng lên rồi. Đó, phóng lên trên luôn. Tự nhiên này chạy chậm chậm chậm, ở đây phóng lên trên. Đồ ăn, để mình bật cái hình vệt lại. Để coi cái này coi. Coi cái này coi. Nó rất là... Thấy nó nổi với gà luôn. Lùi lại. Nó tự nhiên cái này xuất hiện nha. Nào. Lùi lại. Lùi lại lúc con chơi xuất hiện nè. Có thể là này bóng đèn cho cái này. Bóng đèn nó dội chẳng hạn. Mình không có quy chụp. Đó. Bây giờ mình mới bấm lèn cái nha. Đó rớt xuống. Rồi hai cái này rớt xuống. Nè tự nhiên cái này bay ngang nè. Cái này bay lên. Bay lên thì chậm nè. Tự nhiên tới đây chậm đúng không? Có thể chậm luôn. Cái này phải chạy lên. Cái này phóng cái dèo lên trên luôn, lên thẳng luôn.
tự nhiên đang mà xéo, tự nhiên tới đây quăng nó xẹo, cái này xuất hiện lại vô, lại vô, ngồi vô đó, nó đi hết clip nào. Rồi quay lại khúc nãy à, lùi lại, em không lùi lại nha, đó cái đó mình tới đây nè, đó bảy cái dèo lên nè, mình quay ngược lại xíu nữa, rồi mình bấm cái phần phím nó chậm chậm, đó nè, mình tức từ từ, đó tự nhiên cái nè, đó cái này rớt xuống nè, cái này là bay lên nè, đây này tới nè, nó rớt xuống nè, nó rớt xuống, cái tự nhiên cái này xuất hiện một chấm, hai chấm, ba chấm, nhóc chấm luôn. Tại là cho cái đèn mình cũng được đi, à, ok có nhiều vậy cũng được, nhưng mà tự nhiên cái này ngang, à cái này đi ngang nha, gõ gàng nha, à, cái này đi ngang, cái này có thể là do, à, quay lại, cái này có thể là do ở dưới người ta bắn lên cũng đúng, bạn có thể nói người ta đứng bắn lên cũng đúng, ở dưới nó bắn lên, mà không thấy bắn lên thôi, nhưng mà có thể là do người ta bắn lên, rồi đồng nhận, nè tôi gõ gàng mình thấy đây tự nhiên xuất hiện ra nè, phải bắn lên phải ở dưới đây xuất hiện lên chứ tự nhiên bắn lên mà sao nó lại ấy, à, tới nè, đó tự nhiên đây một chấm, đây một chấm nè, cái gì kêu thích thích vậy, ủa máy máy tính mình đâu có cái gì kêu thích thích kỳ vậy, tiếp tục nha các bạn, nói gì ghê vậy, rồi tiếp tục đây rớt xuống thì này tự nhiên xuất hiện mà đứng đứng yên luôn nè, đứng hầu như bước rớt xuống nè, giống như rớt xuống, cái này thì đi ngang, cái này thì đó hầu như là rớt xuống, cái này đi ngang cái mắt luôn, cái này đi ngang nha, cái này từ đây đi ngang qua, cái này tự nhiên rớt xuống đó, cái này đứng yên luôn, cái chỗ này là đứng yên luôn nè, nãy giờ xuất hiện xong đứng yên luôn nè, cái này chỗ này là cắm trên live cam, các bạn thấy, các bạn thử, các bạn xách cái live cam bên đây bay thử đi, mà không có live cam nào bay cái dèo gì đâu, nó tự nhiên đi xéo qua ngang, đi ngang qua ngang, nó rõ ràng này đi ngang nè, cái nãy mình phân tích là cái này đi ngang qua đây xuống đây không, qua đây á, còn cái này nè, đó tự nhiên đứng à, rõ ràng nó đứng, nãy giờ nó đứng ở đây á là cả hả cả dây á, à rõ ràng nè, này xuất hiện tự nhiên mất tiêu nè nha, à cái này đi ngang qua, đó đi ngang qua, với lại các bạn nếu ở đây, okay. Nó tự nhiên đây, đó ở ràng đứng nãy giờ ở đây đi nha, đó đây sáng sáng nè, ở đây đi chậm cũng có thể là đi ngang theo cái này luôn, đúng là ngang luôn, tiếp 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 tới 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 cái này nó rớt này, rớt tới đây rồi, bạn thấy không, cái bông mà nó rớt á nó còn chậm hơn cái bay cái này nữa, bay này các bạn thấy là rất là nhanh, cái gì đây ta, à cái chắc là bóng đèn giỏi thôi, đó tự nhiên đây nè, nó đi lên hay lên nha, phải chậm 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 chậm, mình nói chậm thôi cho do mình nói chậm thôi chứ thực ra này cũng rất là nhanh, này mới rớt xuống thôi, ok đó, con bé chạy nè, đó, người ta này người ta bắn lên, nếu mà cái này giỏi á bắn lên thì rất là nhanh, nó tự nhiên cái này xuất hiện nè, nó mà tự nhiên đây sáng lên, đây sáng đó, tới đây tới đây tới đây chậm cũng bay với bọn bình thường á đó, mình đây các bạn thấy không, đó tự nhiên qua đây nè, bay xéo bạn thấy không, những bản vẽ góc bạn thấy liền à nè, tự nhiên ở đây nè, đó ok có thể là bay thẳng luôn, ở đây lên đây, bay lên đây, đó lên đây, lên đây thì lên đây, các bạn biết không, nếu như thấy ánh sáng vậy thì nó ở xa, nó ở xa thì nó bay lên, những cái này tốc độ nó cái độ cao nó bay cũng tương đương nhau thôi, nó không bay lắm đâu, thì ở này ở gần mà phóng lên thì nó các bạn nhìn cái góc á, cái góc các bạn đứng ở gần á thì các bạn thấy nó bay tút bên xa, nhưng mà ở xa thì các bạn có thể nhìn nó rất là dễ là bay tới đâu rớt xuống, nó tự nhiên này sáng lên cái đó, ở gần nè nè nè, à tự nhiên đây đây bình thường đúng thường đúng không, ánh sáng thường tự nhiên tới đây nè, đó sáng lên cái đó, thấy không, sáng rất rõ luôn, đây nè, đây mờ tự nhiên cái này bay lên sáng lên cái, sáng lên cái phục lên bay mất tiêu luôn, đó cái này xuất hiện ra rõ ràng là mình
mình thấy nếu như nó bay ở xa thì nó mình thấy nó thấp hơn, nó nằm tầm đây thôi, là ngang với cái này thôi đó. Này này thực hiện cái này nó xuất hiện đây rồi đó, thì cái này nó rớt xuống thì nó bay tới tốc độ tới độ cao nào đó thôi, tôi thấy như vậy thôi, nó bay độ cao cái chục tầng á, 5-6 tầng gì đó. Cái này nó rớt xuống rồi đó, người ta bay nè, bắn nè, nó ở xa các bạn thấy không nè, ở xa nè, này là thuốc xa nè, bắn người ta thấy rớt nè, lùi lại nha. Ở xa thì thấy nó sẽ nó bay, nó chỉ bay khúc này thôi, là ở xa nó bay khúc nó rớt xuống, thì cũng có thể là người lớn bắn nó xa hơn nhưng mà không có xa tới nỗi mà nó đâu đó. Mà cái này nó bay từ nãy giờ bay rất là lâu rồi các bạn thấy không nè, lùi lại để mình phân tích đó, là tức từ nãy giờ nó nằm nó bay, nó đứng ở đây nó bay lên lâu lắm rồi chứ không phải là ấy. Nó nè, từ đây nè tự nhiên bay xéo qua đây, rõ ràng từ đây đó, từ đây bay xéo qua đúng không, bay chậm, cái này bay rồi quay qua đây, còn cái này là bay lên nè đó, tới nha, tới nó tự nhiên ở đây xuất hiện ra, bay xéo đây thì nó bay trước, thì nó bay cướp trước chứ, tại sao bay trước bay luôn vậy đó, rồi từ tới đây xuất hiện rồi biến mất giữa khỏi màn hình luôn đó, bay ra khoảng ngoài cái màn hình luôn, còn cái này rớt xuống, cái này nó bay tới đây rớt xuống, cái này xuất hiện ở đây đó, cái này rớt xuống, còn cái này ở xa nè, cái này ở gần, cái này ở xa nó bắn lên nè, có thể thằng bé bắn thôi, cái này rớt xuống có chút xíu rớt xuống, ở xa thì các bạn thấy nó ấy. Rồi hết clip rồi, để mình bắt lại từ đầu coi nè, từ đầu cho bạn coi nha, mình sẽ render cái clip này ra, mình gắn vào cái này để cho các bạn coi, render để nguyên cái invert này nè, chiếc cái này nè, các bạn muốn đó ở đây đây, đây mình đã chạy chỉnh chậm, cái này mình đã kéo chậm rất là chậm rồi, mình chỉnh từng frame nếu các bạn thấy mà nó vẫn rất là nhanh đó, này là bạn nghe nè, bạn lên đây nè đó, cái nó bay tới đây ngừng, rồi cái này bắn lên rồi tới đây cái bay luôn lên, mình nghĩ là UFO á đó, này thì xuất hiện ngang qua, lạ không, lạ thiệt đó, cái này người ta bắn chút xíu là lên gớt rồi, ở trong à mình mở lớn cái này lên á thì nè, mình nghe cái tiếng nhìn nó lạ lắm đây đó, lại nha, cái chuyện bình thường đó. Các bạn cần thì mình gửi cái clip này về, các bạn tự các bạn phân tích cho bạn biết. Đó, khúc này nè. Ổn, sao á. Ù tai luôn á. Thôi bây giờ mình sẽ render cái khúc này ra, mình xuất cái clip này ra, đoạn từ đoạn nào cho nhẹ máy thôi đó, từ đoạn quay lại nè, tới đây thôi, từ đoạn quay lại mình xuất cái clip này ra, xong mình ghép vô cái phía sau của cái clip mình đang nói chuyện nha các bạn đó, sau cái đoạn này mình các bạn sẽ coi được cái clip này đó, là cái đoạn nguyên này luôn, mình sẽ để tốc độ chậm vậy luôn cho các bạn thấy. À quên nữa, các bạn có thể trên YouTube các bạn chỉnh được cái tốc độ 20-25, các bạn thấy cũng thấy nó chậm hơn nữa, nhưng mà nó bay rất là nhanh luôn, cực kỳ nhanh luôn, không hiểu nữa. Đó, cái này người ta bắn xéo thì bay qua đây, thì cái này ở gần thì mình thấy nó bay cao, nó không thấy đâu, quá là phải rồi, nhưng mà cái ở xa nè, như vậy lên đúng không, nó bay lên tới đây thì nó rớt xuống rồi, nó ở gần luôn á, đây là gần luôn á, còn cái này ở xa mà nó tút xa luôn, mình thấy như vậy là rất là xa luôn, và cái dèo tới đây, cái tới đây, cái bài của tới đây đó, cái này là rất là xa luôn, ánh sáng kiểu này nó tự bay lên luôn, bay lên luôn, mất tiêu luôn, cái này thì xa rất lợi gần
không ở không nên mình chỉnh từng frame thật luôn. Cái đoạn mà chỉnh frame chỉnh vài trăm frame, cả ngàn frame xỉu luôn á, không có ai mà chỉnh gì chi. Rõ ràng mình thấy thôi, mình giờ mình sẽ nghỉ ở đây rồi mình đi kép bây giờ các bạn.